Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người cái hội thảo của Sở Phòng Nghiên cứu Chúng mình. Và giá trị của hôm nay là xử lý phân hữu cơ thành trùng quế, cả đó có hôm tôi sẽ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm trùng do phân hữu cơ gây ra, những người chuyển giao công nghệ về nhiễm trùng. Đây là ảnh chụp tác của ban tổ chức giới thiệu các công đoạn của công nghệ thiết bị nhiễm trùng quế tăng phân heo. Như tôi là phân bón, tôi thì cần có bộ công năng đương nhiên nó không cần, đó là xử lý nuôi cái thuật trùng quế của các bạn nhé. Cái thứ này là nuôi trùng quế bằng con bò và những cái kỹ thuật cơ bản nhất của ngành trùng. Những ngày là chuyên xử lý phân heo, hướng dẫn cho bà con cũng như là một số đối tác có nhu cầu để xử lý phân heo của trùng. Đây là bộ men, bộ men VL01 VL02 sẽ được rải trên bề mặt để ngăn chặn nhiễm trùng và con heo, để kích thích cho trùng sinh sản và ăn nhiều hơn cũng như là tập quen với thức ăn mới là con heo tươi. Đây là cái men lỏng VL01, một lít này sẽ ra được cho 400 lít nước, tạo thành 400 lít men sẽ cắt chúng ta pha ủ phân heo tươi để nuôi trùng quế. Đây là những sản phẩm phân trùng quế sau khi thành phẩm là phân quế từ chế biến thành dạng viên nén nặng nhất của Hà Lan, cái kiểu bonsai. Và đây là phân trùng quế dạng giảm ẩm, chúng tôi bổ sung cho nhiệt trùng dạng bột, cầm bổ sạch dạng này dành cho Hà Lan cái kiểu. Và mọi thông tin nhu cầu liên hệ mua hàng xin liên hệ số điện thoại bên dưới, cũng như tư vấn mở trại trùng và xây dựng cái quy trình xử lý phân heo nuôi trùng quế sau khi thành. Xin liên hệ số điện thoại tôi luôn trùng quá, xin hướng dẫn cho các bạn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.